Chỉ vì bị bạn gái từ chối tình cảm, chiều ngày 21 tháng 7 năm 2018, Dương Đức Phong, 31 tuổi, ở ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đã dùng dao đâm chết một người và làm bị thương hai người. Nạn nhân là ông Lê Văn Đấu, 48 tuổi, ở xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, là cha của cô gái 19 tuổi, bạn gái của Phong. Trước kia, Phong và cô gái này yêu nhau nhưng đã chia tay. Phong nhiều lần gặp người yêu cũ, ngỏ lời nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Vì vậy, Phong dọa sẽ giết người yêu nếu không quay lại với anh ta. Sợ Phong làm liều, cô gái đã đem chuyện bị dọa giết nói với gia đình. Chiều ngày 21 tháng 7, ông Đấu cùng vợ là bà Lâm Thị Hiền và cô gái đến gặp Phong để nói chuyện. Tại đây, giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Phong lấy con dao đâm cô gái nhưng được ba mẹ em kịp thời can ngăn. Trong lúc giằng co, Phong đã đâm ông Đấu gây thương tích nặng dẫn đến tử vong. Cô gái và bà Hiền bị thương. Sau khi gây án, Phong dùng dao tự sát nhưng được người dân và công an địa phương khống chế bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.